Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần cổ áo, cái phần cổ áo đi lên vai phía bên đây nha mọi người. Cái này là ở phần thân trước nha. Thì các bạn sẽ nhìn nè, theo cái chiều từ bên đây đi qua thì cái mũi này là cái mũi đầu tiên. Bây giờ mình sẽ bắt từ phía trong đi qua, tại vì cái hàng này mình cũng sẽ đi qua bên đây. Nên bây giờ mình bắt từ bên đây đi qua thì nó là nằm cái mũi phía bề phía bên đây, có nghĩa là bề phía trong của cái phần quai văng. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ bắt cái mũi như này nè. Đây, cái mũi đối xứng như đây ha, các bạn thấy không? Đó, ngay đây. Thì giờ mình sẽ bắt mũi lên ngay đây, các bạn sẽ lên cho mình ba mũi bính ở đây. Các bạn sẽ làm một cái đầu gút cho mình nha. Rồi, các bạn sẽ bắt lên cho mình là ba mũi bính. Một, hai, ba. Sau đó các bạn sẽ qua cái cạnh bên đây, các bạn móc trên một mũi kép, tiếp tục hai mũi bính, qua đây một mũi kép nè, hai bính, qua bên đây một mũi kép. Thì như ở phía dưới đây quai văng nằm bên đây thì bây giờ sẽ quai văng nó sẽ nằm trên cái đường này đây, các bạn thấy không? Đây đối xứng lên nè, các bạn móc tiếp cho mình 9 mũi kép liên tiếp. Này. Rồi bây giờ tiếp tục hai bính một kép lặp lại 5 lần. Năm. Rồi các bạn sẽ thêm một cái cụm quai văng ở ngoài đây cho mình. Rồi hai mũi bính nè, qua đây một mũi kép, hai bính, qua bên đây một mũi kép. Kết thúc cái hàng thứ nhất của phần cái phần vai cổ áo bên đây nha. Tiếp tục lên cho mình ở đây là 5 mũi bính. Quay mặt lại, móc vô đây một mũi kép, hai mũi bính nè, qua đây móc cho mình 4 mũi kép liên tiếp. Hai bính, bỏ hai chân móc 4 mũi kép liên tiếp. Rồi tiếp tục hai bính một mũi kép nè, lặp lại một lần nữa, móc cho mình tiếp 3 mũi kép liên tiếp. Này, nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ ở đây các bạn sẽ móc cho mình hai bính nè.
qua đây móc một mũi kép, sau đó móc xuống đây một mũi kép ngay chỗ cái mũi tam giác này cho mình. Kết thúc cái hàng thứ hai. Hàng thứ ba các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, quay mặt lại, các bạn móc vô cái chân này cho mình một mũi kép, kế tiếp là móc 9 mũi kép liên tiếp tới đây cho mình. Rồi, tiếp tục lên 2 bính, một mũi kép lặp lại 5 lần. Đây, tiếp tục 2 mũi bính nè, qua đây một mũi kép, sau đó 2 bính một mũi kép, kết thúc cái hàng này. Nãy giờ là mình móc được 3 hàng rồi đó, bây giờ tiếp tục cái hàng thứ tư, lên cho mình là 5 mũi bính, quay mặt lại, móc một mũi kép nè. Tiếp tục lặp lại là 2 bính 1 kép tới cuối hàng luôn. Đây, ở cuối hàng thứ tư các bạn sẽ móc tới đây còn ba cái chân phía ngoài đúng không, các bạn sẽ móc xuống cho mình ở ngay cái đầu chân ngoài cùng một mũi kép luôn mà không cách ra bởi 2 mũi bính nha. Đó, như thế này thì các bạn sẽ nhìn nè, bên đây nó như thế nào thì bên đó bên đối xứng nó sẽ ngược lại, có nghĩa mình đang ngay cái hàng này đây, thấy không đó. Rồi bây giờ tiếp tục là các bạn sẽ lên 3 bính cho mình và bắt đầu giả mũi tiếp. 1 2 3, quay mặt lại, các bạn sẽ giảm cho mình đi vô chân này móc một mũi kép cho mình, rồi tiếp tục 2 mũi bính nè, một mũi kép, 2 bính nè, một mũi kép, đi thẳng từ dưới đi lên một cái hoa văn cho mình, móc tiếp tục 9 mũi kép liên tiếp cho mình. Rồi, 2 bính nè, 1 mũi kép, các bạn sẽ lặp lại túi cuối hàng cho mình luôn, cứ 2 bính 1 kép.
xong. Tiếp tục lên cho mình là 5 mũi bính. Quay mặt lại. 1 kép nè. 2 bính. 1 mũi kép. 2 mũi bính. Và 1 mũi kép nữa. Như vậy là các bạn sẽ lặp lại cho mình 3 ô như thế này. Sau đó móc 3 mũi kép liên tiếp. Tiếp tục 2 bính nè. Qua đây. 1 mũi kép. 2 mũi bính. Qua đây. 1 mũi kép. Móc tiếp 3 mũi kép liên tiếp. Hai mũi bính, bỏ hai chân, móc 4 mũi kép liên tiếp. Xong, lên 2 bính, xuống đây móc 1 mũi kép. Thì các bạn sẽ thấy cái đầu nhọn như thế này, thì các bạn sẽ móc xuống đây 1 mũi kép luôn mà không cắt vào ở 2 bính nha. Đó. Như vậy là mình đã giảm mũi tiếp tục được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hàng kế tiếp. Lên cho mình là 3 mũi bính. Quay mặt lại. Móc vô cạnh hoa văn này. 1 kép. Sau đó là 9 mũi kép liên tiếp. Xong kết thúc hàng thứ 7. Bây giờ tiếp tục cái hàng thứ 8 nè. Cái hàng thứ 8 là mình sẽ bắt đầu tăng cái phần các bạn sẽ nhìn cho mình nè. Ở đây nè, cái phần cầu vai ở phía trong của phần cổ mình sẽ cao, rồi từ từ mình đi xéo xuống. Thì bây giờ hiện tại mình ở ngoài, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ ngoài đi xéo lên phía trong. Các bạn ở đây các bạn sẽ lên cho mình 1 mũi bính. Quay mặt lại. Móc vô chân lên bính 1 mũi đơn. Tiếp tục 2 bính, qua đây móc 1 mũi đơn, 2 mũi bính, 1 mũi đơn, 2 bính, 1 đơn, đó, rồi 2 mũi bính nè, 1 mũi nửa kép, 2 mũi bính, mũi nửa kép, 2 bính, mũi nửa kép. Xong mũi nửa kép thì chúng ta sẽ bắt đầu sang mũi kép nha. 2 bính 1 mũi kép nè. 2 mũi bính nè. Qua đây 1 mũi kép. 2 bính và 1 mũi kép cuối cùng ở chân cuối này cho mình để kết thúc cái hàng thứ 8 này. Các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính và sau đó các bạn sẽ cắt cái phần sợi cho mình. Đây mình sẽ rút cái phần sợi ra. Rồi bây giờ mình sẽ rút chặt lại nè. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần thân áo phần thân áo trước rồi nha mọi người. Rồi tương tự như cái phần thân áo trước thì mình cũng móc xong một đoạn từ phía tà đi lên tới phần nách.
là 32 hàng. Bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách giảm phần nách này, và sau đó là bắt đầu để cái phần cổ áo nha, phần cổ áo thân sau. Cái này coi như là phần thân trước, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên. Ở đây mình đã có móc sẵn cái phần thân sau rồi mọi người. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần móc thêm cái phần tay áo nữa thôi. Đây mình bỏ qua cái phần thân trước đó đi, coi như là mình đã xong phần thân trước. Đây cái phần thân sau mình cũng móc lên được là tổng cộng là 8 cộng qua giăng là 32 hàng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giảm mũi ở nách. Cái thân trước với cái thân sau các bạn giảm mũi ở nách giống y chang nha mọi người. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ đi vô cho mình tổng cộng là 3 ô vuông. 1 2 3. Các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính ở đầu hàng này. Một bính, quay mặt lại móc một mũi đơn vô cái chân lên bính luôn. Kế tiếp vô đây khoảng trống này móc 2 mũi đơn. 1 2 qua đây. Ngay chân ghép một mũi đơn. 3 4 5 6 7 8 9 9 mũi như thế này. Thì bây giờ các bạn tiếp tục lên cho mình là 3 mũi bính. 1 2 3. Các bạn sẽ móc bình thường y chang như cái phần thân trước ngay chỗ khúc này luôn. Móc vô chân này một mũi kép. 2 bính nè. 1 kép. 2 mũi bính. Các bạn sẽ xem theo móc nha, tại vì cái phần này mình đã có hướng dẫn ở phần thân trước rồi, nên mình sẽ móc nhanh ở phần này.
Đấy là tới cuối hàng thứ hai nè, các bạn lấy lên cho mình hai bánh, một mũi kép ở đây, tiếp tục hai bánh ở đây, một mũi kép. Sau đó từ đây các bạn móc xuống cái góc nhọn này một mũi kép nữa cho mình. Kết thúc hàng thứ hai. Cái hàng thứ ba các bạn sẽ móc tiếp cho mình, không giảm mũi nữa nha. Bạn sẽ đi thẳng lên cho mình 5 mũi bánh. Quay mặt lại, móc vô chân này một kép, hai bánh nè, một mũi kép, tiếp tục là 9 mũi kép ở đây. Các bạn sẽ bóc hết cái hàng này cho mình, cái hàng thứ ba nha.